Mình nên học đến buổi thứ sáu thì thầy trò mình đi cũng gần hết cái chương trình 7 buổi của mình rồi. Thì hy vọng giúp đỡ các bạn có kiến thức cơ bản rồi cùng học tiếp ha. Rồi. Cái mà giao rip mà thường ứng dụng như thầy nói là mình làm một cái slide hình ảnh được không? Thì bây giờ mình làm một cái slide hình ảnh thôi. Đơn giản thôi. Người ta gọi cái đó là slider ha. Cái từ khóa là slider in HTML. Thầy sẽ download cái mẫu trước ha. Cái này thì các bạn có thể download nó rất là nhiều, trên mạng nó có rất là nhiều cái này đấy. Mình muốn làm như vậy thì sao? Thì thực sự cái này nó cũng có rồi ha tụi em, được không ạ? Thì nó có 3 phần, thầy cho mình học đến hôm nay thì nó gồm 3 phần như vậy, được ha. Thầy sẽ nói cái này để cho tụi em hiểu rồi mình làm. Và ba phần này như nào thì thứ nhất là mình phải thiết kế cái slider. Thì bây giờ thầy sẽ đào lấy cái này về ha, mất công không có thời gian thì thầy vô đây thầy lấy thôi, thầy lấy cái này về được không? Rồi thầy hướng dẫn tụi em làm từng bước từng bước. À, cái bài của mình sẽ sử dụng là thôi đưa vào index luôn đi, phần body thầy copy đưa vô phần body này. ALTF tập thói quen format lại cái đoạn code cho nó đúng ha. Rồi thì mình sẽ chưa làm cái gì hết trên này, thầy sẽ chưa đưa cái chuyện onlit vô được không? Cái phần này chưa đưa onlit thì coi nó chạy cái gì trên này trước đã ha. À, thầy chưa đưa javarip vô thì thầy bỏ mấy cái dấu này đi được không? Bỏ đi. Để mình đầu tiên là bước 1 mình thiết kế. Được rồi. Ok. Bước 1 các bạn thiết kế. Thì mình lên coi thì nó có cái gì rồi. Ha. Thứ hai là mình phải lưu mấy cái hình ảnh này về. File CSS hình ảnh đi ha. Thầy để một cái ảnh nó như vậy đi. Tops một cái hình ảnh ha. À, thầy để một đi ha, 1 2 3 cho nó dễ ha. Lưu lại size 2, thầy click qua để cái này là 3 và cái này là sẽ là 4. Rồi mình có 4 hình ảnh này, bây giờ mình làm muốn cái slide show nó hiển thị như này được không? Thì sau này em đưa vô web á thì nó giống như là Nguyễn Kim đi ha, chấm cơm đi, thì các bạn thấy cái slide slide của họ chính cái phần trên này rồi đây. Đây này phần slide này có khác gì mình đâu đúng không? Đưa vô này đó, nó chạy đó thấy không ạ? Đúng không? Tự động nó chạy 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 qua. Thì bây giờ mình làm nho nhỏ cái này trước được không? Rồi mình có thể download để lấy cái template nó đẹp á, download slider show HTML thử nhé, coi nó có không. Đây mình download thử. Ví dụ họ có nó thiết kế sẵn ha. Thì các bạn có thể download về rồi làm tiếp, còn thầy thì làm cái này cho nó gọn cho các bạn. Rồi mình lên thử cái bài này coi có gì hay không ha. Bài index thì để index HTML5 index chậm. Rồi cái hình nó không có, nó vỡ ra. Thì bây giờ thì mình thầy đưa hình vô thôi ha, nó là 1 2 3 thì mình sửa cái hình lại. Thì các bạn đầu tiên thấy này, nó là có một cái thẻ bên ngoài được không ạ, là slider đúng không ạ? Trong này
Mỗi tháng này là một thì con tháng rồi em, thấy không thì em, đúng không ạ? Thấy không thì con ha. Rồi thầy mới đưa cái ảnh vô. Ừ, thầy đưa cái ảnh vô luôn, copy cái ảnh vô ở đây. Cái ảnh lúc nãy ha. Copy. Thầy mới click vô file chọn thì mở vô. Thầy mới truy cập vô cái thư mục đó. Được không? Đây là những hình ảnh của thầy ha. Rồi, thứ nhất là 1, 2, 3, 4 con nó lên chưa ha? Mình đỡ cái chữ là gì ạ? IMG à, xịt à. Thì thầy chạy ra thầy à, thấy chưa? Vậy cái bản chất của những hình ảnh của mình đó là nó là em thấy đầu tiên là nó những cái deep đúng không? Mình có một cái lớp bên ngoài và nó có những cái deep được không ạ? Deep bên bên cạnh được không ạ? Mỗi cái này là một cái ảnh. Vậy mình sẽ coi cái CS đó, em thấy này, mình sẽ coi CS nó chỉ cho nó nằm cứng ở đây thôi đúng không? Đúng không? Mình lấy chuột phải coi nó có thiếu gì không ha. Khi mình copy hình của người ta mình coi chuột phải coi nó thiếu gì không, lấy chuột phải coi thử có thiếu gì không ha. Dạ. À, chắc nó không thiếu gì rồi. Rồi nếu nó màu đỏ hay gì đó thì nó thiếu rồi. Rồi bây giờ mình làm sao mình chỉnh toàn bộ này lên gì ạ? Một cái khung giống như này đúng không? Đúng không? Thì mình sẽ làm gì ạ? Mình sẽ có một lớp CS đúng không? Lớp CS như này. Và mình nhìn CS này đỡ mình hiểu không? Đúng không ạ? Cái vấn đề là thầy muốn là tụi em đọc vô mình hiểu sơ sơ. Này làm gì? Chẳng hạn copy. Vô CS này. Thầy mà để chữ style. Đây. Rồi, trong này có CS. Thì mình coi à, cái này sẽ có một blast slideshow container. Thì chỗ này phải là slideshow container không? Rồi con nó làm gì? Nó cho vị trí là gì ạ? Max chiều rộng là 1000 đúng không? Thấy không ạ? Rồi, mình thử nhé. Rồi thầy đưa cái style này vô trước. CS. À, cái strip để sau đây ha. Thầy đưa CS cho. CS bạn nào còn nhớ đưa vô sao? Link gì ạ? Hrap. CS sẽ gì ạ? Style. Rồi dạ, Thai. Thai là gì ạ? CSS đúng không ạ? Ok. Rồi mình coi nó có khác gì không ha? À, coi nó có khác gì không? Rồi, mình coi nó vậy gì? 4x4 hình 3. Cái này không thấy, đúng không ạ? Hình 3 này không thấy thì coi sao không thấy? Mình đang đợi in mịt mà. Cho nên hình 3 thì nó không thấy, đúng rồi, đúng không ạ? Đấy, mình sửa lỗi như vậy ha. Rồi, mình coi lại. Rồi, hình 3 nó thấy rồi đúng không ạ? Ctrl F5 coi nó chạy chưa. Rồi. Boss 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 vòng mình coi thử cái CSS nó đã chạy chưa. Rồi. Rồi. Rồi mình add tiếp gì ạ?
Mình kiểm tra của CS mình nó có chưa ha, in test. Câu này nó đã không bị lỗi là ok, được không ạ? Rồi, mình coi network, refresh lại cho nó chạy. Thì mình coi này, coi CS mình có chưa? Nó chưa chạy cái CS mình thấy không rồi. Chỗ rồi, mình coi thử. CS chưa có này, thấy không? Thì mình phải vậy. Để chữ CSS sẽ ha. Được không? Coi cái chữ CSS nó có chưa? Chạy chưa nè? Cách kiểm tra nó có hay chưa? Thì các bạn click chỗ này cho tiếp thầy. Coi nè, chỗ này mình thấy không? Nó chưa thấy gì hết ha. Rồi mình coi thử ha, style css, style.css, đây là css xịn style rồi, cái style này có rồi. Script có rồi nè, nhưng mà CS chưa nè. Rồi thầy muốn kiểm tra nó CS nó có chưa thì mình vô đây. Cái dấu này hay thôi. CSS to HTML. Static real static href bằng cái này. Real. Thấy không ạ? Rồi các bạn thấy là bắt đầu nó đã có cái CS đưa vô rồi, thấy không ạ? Thấy không ạ? Đó, nó mất cái đó rồi. Mình thấy được có cái CS rồi thì nó chưa hiển thị ảnh, thì bây giờ mình làm cho nó hiển thị ảnh thôi. Mình đọc lại CS nó làm cái gì cái này ha, coi thử á. Nó có một slideshow container, thấy không ạ? Đây nó đưa vô cái lớp này. Em muốn kiểm tra là sao, đi chuột phải chọn dạng inspect. Vậy các bạn thấy này, sẽ coi cái content đây, container nó làm gì thế không ạ? Nó có vị trí này, thì đầu tiên nó làm một cái khung thôi tụi em, cơ bản là nó làm cái khung này này, nó làm một cái khung chiều dài như vậy, và mỗi cái ảnh là một cái div nó cho hiển thị thôi. Cái này nó chạy qua thì cái ảnh dưới nó bị ẩn đi, cái này nó hiển thị lên, đúng không? Chứ đâu có gì đâu. Rồi rồi còn ví dụ như nó thêm cái nút này, đúng không? Nó thêm cái nút này, đúng không? Rồi cái dấu này, dấu này, dấu này, dấu này thì nó thêm vô thôi, và những cái đó nó sử dụng dạng CSS để nó làm, ví dụ cái lớp reverse, đúng không? Thấy không ạ? Để lấy một cái ảnh thôi, đúng không? Con trỏ pointer, một cái nét, đúng không? Rồi rơ vô nó màu gì đó, đó em rơ vô này, đó nó màu này, thấy không ạ? Thì đó là chính cái thao tác này, hiểu không ạ? Hover này, nét hover này, rồi cái test nó là gì, đúng không? Rồi cái number số test này, number test thì nó sẽ nằm đâu? Đây chính là number test này tụi em, nó để ở đây, mình coi thử coi inspect nó ra thôi. Rồi ha, rồi. Đó mình đọc cho mình hiểu vậy là được, được không ạ? Rồi rồi những cái này mình thấy nó ok rồi, mình không đụng đến. Rồi cái chuyện mình chính là chính của mình là cái JavaScript, đúng không? Thì người ta làm sao đọc có hiểu không thì copy đi chỗ này anh tụi em, cái giao rip ở đây thầy để làm giao rip này ha. Và các bạn lấy chụp phải hình dáng này cho này, thì cái hàm show slide nó sẽ gửi ở đâu các em?
dễ, mình vô đây mình try thôi. Cái hàm show slide, show slide sẽ gọi ở đâu? Show slide sẽ được gọi ở khi mình click thì nó chạy đúng không? Vậy các bạn thấy nó khai báo cái gì ạ? Để thử ha, coi nó chạy chưa ha. Để với đưa đây hết. Đó. Index bằng này bằng này bằng này. Ok. Rồi, đầu tiên là mình sẽ làm gì ạ? Cái phần CS à, được chưa ạ? Mình đưa cái CS vào trước. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa cái phần này. Nó có mấy hàm? Show slide trước dưới vân vân đúng không? Index bằng 1, start show slide. Thì bây giờ lúc này nó chưa có gọi đúng không? Thì làm sao mà đưa vô nó gọi nó? On load. Làm sao gọi cái này ha? Thì cho slide đầu tiên là một đi ha. Mình gọi cái hai mày thử. Em thấy không? Control F5 nha. Là đầu tiên một số bạn hồi bữa trước hỏi thầy, ủa thầy ơi, em đưa vô đây nè. Em đưa vô đây á thì em hiểu là khi nó chạy lên nó lấy cái JavaScript rip này đưa lên luôn, đúng không? Nhưng khi em copy cái này nè thành cái file của thầy để riêng ra ở đây này, thì em không biết gọi ở đâu cả, vô hết tim em không biết gọi ở đâu cả. Thì nhớ thay là em muốn mà nó load lên đầu tiên thì em dùng onload ở phần body gọi cái hàm nó là được. Đầu tiên mình khởi tạo nó bằng gì ạ? Một luôn được không ạ? Ví dụ onload này ha, là khởi khởi tạo đầu tiên là một. Rồi thì coi thử onload đây làm gì. Cái này nó đầu tiên nó sẽ lấy một cái thẻ element là my slide. Là my slide sẽ nằm đâu đây? Đây cái my slide này, cái lớp này tên my slide này, vậy nó lấy hết cái lớp my slide này ra thì mình sẽ coi thử nó ra cái gì ha. Thầy mới console đúng không ạ? Các bạn muốn test á thì console log ha. Có phải là dùng gì ạ? Document get element s ha, by last name my slide, có nghĩa nó sẽ trễ về một cái danh sách không tụi em? Cứ lớp nào nó có cái tên lớp đó thì sử dụng đúng không? Đây my slide này rồi ha, cái này cũng có my slide đúng không, đây cũng có my slide đúng không, thì chạy thử ha, coi thử nó ra cái gì. Đây ha, ô cái này style undefined, cái này là ra lỗi gì đây? Style document style lock này tính sao ta? Slide style. Tiếp tục. Do mình đặt cái tên nó bị trùng này, cho nên là nó gây hệ thống hiểu nhầm, mình đỡ chữ S đấy, refactor. Chỗ này thì đỡ chữ S lại. Là nó tự sửa đó. Đây, để cái này đỡ mới xong. Rồi tụi em thấy là embed nó trước. Mình thấy này nó trễ về một cái gì? Danh sách cái chuỗi này thấy không ạ? Cái slide thứ nhất là gì ạ? Cái thông tin là gì ạ? Là cái này tụi em. Nó trễ về một chuỗi ha. Có phải lấy về một danh sách này không tụi em? Đây. Đúng không? Mỗi cái ảnh là nó cho một cái div và tên div đó, last đó là chính là my slide.
và trong này có hình ảnh hiển thị là được không ạ? Cái này là test number ở trên, thấy không ạ? Test number. Rồi sau cái này xong thì mình sẽ có nhu cầu là gì ạ? List nó sẽ lấy cái hình ảnh tiếp theo đúng không? Vậy có phải là lúc đầu em có được một danh sách mảng phần tử đúng không? Có 3 phần tử đúng không? Đúng không tụi em? Vậy ha. Vậy thầy để nó, thầy muốn lấy cái tiếp theo thì có phải là thầy lấy cái slide đó cộng thêm một không tụi em? Next slide có phải là cộng một không? Tụi em. Rồi, mình lấy tiếp theo là dấu. Thử nha. Đây, thầy bỏ cái này trước đây. Vậy đầu tiên thầy lấy được danh sách các slide. Vậy là mình có trong này có mấy này, 3 slide thì mình sẽ có 3 cái slide con này. Rồi, thầy bỏ bớt mấy cái này cho các bạn dễ thấy. Và cái ý tưởng ở đây là gì? Sau khi mình đọc này, có nghĩa là khi slide nào đó chạy qua thì cái phần hiển thị nó gì ạ? Sẽ cho nó hiển thị lên, ngược lại thì cho nó ẩn đi đúng không? Display mà none thì nó ẩn đi. Được chưa? Rồi mình thử ha, đọc cái này ha. Nếu mà cái số lượng n, n này chính là cái vị trí của slide ha tụi em. Cái chỉ số slide hiện giờ là gì ạ? Nếu cái n đó mà nó lớn hơn cái số lượng slide thì mình quay về cái một đúng không? Là nó làm cái này tụi em. Khi lớn hơn cái số lượng slide. Đây. Khi nó lớn hơn rồi. Tôi chắc là cho nó chạy trước đây cho các bạn. Bỏ cái này. Thì bỏ cái này luôn cho dễ thấy nha. Cho các em dễ thấy trước thôi. Vậy thì có một danh sách các slide chưa? Thầy sẽ chạy qua cái slide vị trí nào và cho nó hiển thị bình nền. Thử nha. Mình có 3 rồi nè, 3 slide nè. Thầy muốn list slide đi net net tiếp theo đúng không? Thì thầy làm gì ạ? Nếu thầy bỏ cái này thì nó có cái gì ha? Trên này có n. Mình đọc để hiểu nó ha. Thì chỉ cách đọc code thôi. Chữ n này là để biết cái vị trí hiện tại thôi. Rồi, chỗ xuống đây mình không cần n. Đến đây là mình lấy được danh sách slide đúng không ạ? Và bắt đầu mình sẽ chạy vòng lặp slide này đúng không? Cho nó cộng. Mình sẽ lấy cô thử ha. Nếu em không hiểu cái slide vị trí y là gì thì mình thử này. Thầy lấy thử vị trí y console ha. Chấm log. Thứ slide thứ gì ạ? Thứ không là cái gì ha? Chạy thử ha tụi em. Đây. Control F5. Slide thứ không nè. Slide thứ không chính là gì ạ? Cái ảnh 1 thấy chưa tụi em? Thấy không ạ? Thầy muốn lấy slide thứ 1 thì sao? Cái nghĩa bản chất cái này ra được một cái mảng đúng không? Một danh sách mảng đúng không? Đúng không ạ? Đây, số 1 thì nó ra gì ạ? Đây. Đây chính là cái slide thứ mấy? Thứ 2, thấy không ạ? Em lấy 4 được không? Đúng các bạn lấy 4 được không? Mình chỉ có 3 slide thôi. Mình lấy 4 được không? Control F5. Em thấy này không định nghĩa này. Có nghĩa là mình lấy get element by my slide, có nghĩa là lấy danh sách những cái slide nào có cái tên lớp là này hết. Vậy ở trong này nó lấy được mấy ạ? 3 cái, có cái này. Thấy không ạ? Mình truy cập vô cái
lấy danh sách cái lớp có dùng cái lát này, thì ra được danh sách các slide rồi. Rồi làm sao đỡ hiển thị lên thì mình coi thử ha. Cho chạy đến slide lên có nghĩa là chiều dài của slide này hiện tại nó sẽ bằng nhiêu ạ? À? Bằng 3 đúng không? Tan cộng cộng. Cho slide không bằng gì? Tụi em cho slide không, nó chạy qua hết và nó cho toàn bộ display bằng none thì em sẽ thấy nó sao? Mình bỏ cái này nha, thì em sẽ thấy này, cho chạy qua hết và display nó bằng không có nghĩa là không cho nó hiển thị. Đây em duyệt hết và em không cho nó hiển thị cái nào hết đúng không? Cái câu lệnh này là duyệt qua hết, default là nó được hiển thị lên đúng không? Default này thì nó sẽ được show lên hết nhé. Ctrl F5 được không? Rồi em duyệt hết cho nó không hiển thị và em cho cái slide cuối cùng style.display bằng block có nghĩa là cho nó phép hiển thị ha. Và chỉ số slide index là em cho một biến toàn cục default nó bằng một, em trừ cho một và em hiển thị có nghĩa là cho nó hiển thị cái slide của mình ví dụ đang một này. Tại sao trừ một tụi em? Vì chỉ số mình bắt đầu từ nhiêu? Số 0 đúng không? Số 0. Ví dụ thầy đang cho một này thì một trừ cho mấy ạ? À? Một bằng không có nghĩa là hiển thị cái slide thứ mấy ạ? À? Thứ không lên đúng không? Nếu thầy cho này là bằng 2 thì 2 trừ 1 bằng nhiêu? Bằng 1 thì nó hiển thị cái ảnh thứ mấy ạ? À? Thứ hai lên, hiểu chưa ạ? À? Thì cái chỗ này hiểu ạ? À? Đây là chỉ số của mảng, nó dùng một cái biến trước thôi. Rồi, default là cho 1. Rồi, cái phần này hiểu chưa? À? Đến đây hiểu chưa này? Có nghĩa là đầu tiên tôi diệt hết cái mảng, tôi cho nó ẩn ở đây, sau đó tôi bật một cái slide lên thôi, một cái ảnh nào đó lên thôi. Để làm cái người ta chọn. Được chưa? Được chưa? Và mình viết một cái hàm là gì ạ? À? Show slide vị trí n. Rồi. Tiếp tục ha. Đây. Bây giờ mình cho cái list đúng không? List tới, nó chạy tới. Có nghĩa là khi em hiện tại thì slide này đang ở vị trí thứ mấy? Mình coi thử ha. Mình control slide này đang vị trí mấy ạ? Đây hiển thị này. Này không đúng không ạ? Vậy khi mà bật nét qua thì nó phải là cộng 1 không? Tụi em. Đúng không? Cộng 1 đúng không ạ? Thì bây giờ mình có cái gì nét qua? Chỗ nào để thể hiện cái nét qua? Mình lý chuột phải vào đây. Lý chuột phải chọn Embed. Đây dấu nét. Arrest dấu nét đúng không ạ? Thì chỗ này phải sự kiện gì ạ? Đây dấu nét đây. On lý chuột tụi em. Click qua thì mình sẽ gọi cái slide này đúng không? Gọi cái ảnh tiếp theo đúng không? Làm sao mình lấy được cái ảnh tiếp theo, cái hình tiếp theo? Cho em. Làm sao mà lấy được hình tiếp theo? Chỉ số hiện tại mình có chưa? Có. Đúng không? Vậy tiếp theo phải cái cộng 1 không? Thầy sẽ cho luôn ở đây. Phần này bỏ đi. Cho nó dễ thấy ha. Thầy mới viết là function. Đây là show slide hiện tại ha. Show slide hiện tại là gì ạ? À? Cho cái chữ index bằng n. Cộng là cho gì ạ? À? Cộng 1 được ạ. À? N cho cộng 1. Rồi. Vô đây thầy lấy tiếp cái code của họ về. Qrun này. Reverse đâu? Rồi, dấu reverse của họ sẽ sử dụng cái gì ạ? À? Cái hàm gì? Mình list cho coi thử ha. Đây là plus lớp trừ 1 tháng tụi em. Họ gọi là trừ 1 trừ 1. Và cái chỗ hàm này họ viết chung. Nếu mà thêm nét thì họ cộng 1 đúng không? Còn nếu mà gì ạ? À? Không thì là mình trừ 1. Vậy chỗ này thầy muốn mà đơn giản cho tụi em dễ hiểu thì thầy viết cái hàm net đúng không? Function. Function. Yeah, net. Viết tắt ha, slide. Mình hiểu rồi mình làm slide. Net slide.
Đúng không? Và next slide này thầy sẽ làm gì ạ? Cái chỉ số hiện tại nó có không? Có. Thầy chỉ cần gì ạ? Cái slide show hiện tại nó có không? Có không ạ? Có. Thì chỉ cần show cái slide gì ạ? Ở vị trí gì? Slide index cộng 1 được không? Đồng ý không ạ? Cộng 1. Thử nha. Mình bật cái next slide chỗ này. Cộng 1 ha. Ctrl F5. Có nó bị lỗi gì không? Constant 17, file 17, cái dòng 17 ha. Cái dòng 17 mình coi dòng nào. À, Constant này. Không hiểu à. Rồi, thầy bắn nét này. Nét. Ồ, nó chưa chạy. Coi sao nó chưa chạy ha. Thầy bắn nét đâu? Rồi. Next slide. Index cộng 1, cái chỗ này có khả năng sai không? Thử ha. Thầy mới console cái này ra trước. Được không ạ? Chấm lock. Nhớ này cho thầy ha. Slide index cộng 1. Và cái biến này là biến toàn cục đúng không? Cộng 1. Mình thử nhé. Ctrl F5, thầy show nó ra rồi. Khi thầy nhấn Alt, nó ra là 2. Đúng không ạ? Ctrl F5. Hiện tại nó đang là 2 đúng không? Thầy nhấn Next. Nó đây là 2 rồi, thấy không ạ? Là không cho chạy nữa. Rồi nhìn này. Thầy cho là đầu tiên là 1 đúng không? Vâng. Rồi, thầy cho nó reverse trước là thầy cho trừ 1 đúng không ạ? Chỉ số hiện tại trừ cho mấy? Trừ 1. Trừ 1. Và chỗ này là thầy cho là gì ạ? Chỉ số này sẽ là gì ạ? Reverse. Đây ha. Mình đưa vô only. Nó viết nhanh quá thì nhiều khi em không hiểu, nhưng mà mình viết chậm chậm lại, từ từ. Thấy sai rồi sửa từ từ. Đây. Thầy cho trước. Cho sau thử ha. 0 1 2. Nhưng nó chưa hiển thị lên đúng không tụi em? Nó chưa đổi lên. Thì bây giờ làm sao đổi lắm. Đây. Mình sẽ gán luôn. Thầy gán luôn. Index bằng slide index cộng, đúng không? Net mà. Cộng với 1. Đúng không ạ? Và thầy chỉ show cái chỗ này là slide gì ạ? Index. Rồi, click vô là nó chạy rồi ha. Mình thử ha. Slide index chỗ này thầy cho là index là bằng gì ạ? Index gì ạ? Index gì ạ? Chỗ này index cộng 1 đúng không ạ? Cái chỉ số cộng 1 ha. Rồi, cái này cái trình duyệt nó bị này rồi. Thầy nét nhé. Đây đúng không ạ? Thấy không tụi em? Block có nghĩa là hiển thị lên thôi này ha. Thầy cho nét này. Bét này. Bét nó phải là trừ 1 không? Trừ 1 không ạ? Trừ 1 đúng không ạ? Nét này. Rồi cái này. Rồi ha. Nó hiển thị lên cái này cho mình. Còn cái này nó bị lỗi trên duyệt này. Rồi. Phần này hiểu không ạ? Mình nét này. Nó chạy qua này. Nhưng trường hợp mình nét đến cuối cùng nó bị lỗi đúng không? Đúng không tụi em? Vì sao? Cái index đó là cuối cùng rồi. Thì mình phải ra một cái nữa. Nếu gì ạ? Chỗ này thầy còn n không? Nếu mà n này đúng không? Nếu cái n này mà bằng gì ạ? N này mà bằng gì ạ? Cái vị trí cuối cùng là phải gì ạ? Bằng gì ạ? Slide lên không? Chấm lên đúng không? Thì mình làm gì ạ? Mình gán thẳng luôn. Nói về cái slide xuống nhất đúng không? Nếu nó bằng cái này luôn rồi thì mình sẽ cho gì ạ?
slide bằng gì ạ? Một bằng không luôn, là gì vị trí thứ nhất đúng không ạ? Mình thử nha, mình thử F5 đây, nhấn nét mất rồi. Nếu mà bằng lên luôn, N này bằng lên thôi. À, slide này chứ. Đây. Nếu mà bằng slide lên này về bằng 1 bằng 0. Đây, mình cho nét. Chạy qua đúng không ạ? Cái này ảnh thứ mấy à tụi em? Ảnh thứ ba. Nếu nét này về đồng 1 thấy chưa? Thấy không ạ? Nếu mà nó bằng cái cuối cùng thì cho về 1 chứ không nó bị lỗi. Bây giờ mình best lại. Best lại này, nó đang cái cuối cùng rồi, mình best lại có phải bị lỗi không? Thì có phải là mình làm tiếp theo là nếu mà gì ạ? Còn nếu mà n mà bằng bằng với cái gì ạ? Cái không rồi thì mình làm gì? Nó bằng cái đầu tiên rồi mà bét nữa thì bị lỗi. Thì mình làm gì ạ? Slide bằng gì? Bằng gì tụi em? Bằng gì ạ? Phải lên không? Đây. Ctrl F5. Giờ nó hoàn chỉnh rồi đó. Nhìn này. Bét này. Đây. À, xin lỗi, phải n trừ 1 chứ. Cái index mình phải là n trừ 1 rồi. Bằng chiều dài mình hiện tại lên là bằng 3. Mà nó bắt đầu từ 0. Cái này nó bị lỗi này, một lỗi mình không có bao giờ best về được cái số 1. Số 2 thấy không? Khi bằng 0 nó lại lên cái cuối cùng rồi. Vậy chỗ này số 1 best nó bị sai. Mình phải sửa chỗ này. Thuật toán ngay chỗ này bị sai. Vậy nếu n lớn hơn 0. Khi n biến 0 thì gán cái cuối cùng. Đúng không ạ? Thử nhé. Vậy được chưa? Hiểu ý chưa? Vậy mình có một cái em thấy này, nhưng mà chỗ này nó chưa active lên thấy không? Giờ một cái nữa thấy không? Chỗ này nó chưa active lên. Khi click vô thì chỗ cái slide 2 thì nó phải active lên chứ đúng không? Thì làm sao làm active này lên? Mình rơ thử ha, click chuột phải thử nha. Để em rơ thử này, nhìn. Thầy rơ vô nha. Em thấy cái gì nó khác biệt không ha? Cái lát đót này thấy không ạ? Lát đót này. Khi thầy đưa vô. Làm sao nó lên? Thì có phải để mà chọn nó, có phải chỗ này nó active không? Vì chữ active thử ha. Thấy không? Chữ active thì cái dấu dấu chấm đỏ đen này nó đen lên đúng không? Đúng không em? Thì bây giờ vài cái chỗ cuối cùng là mình khi mà cái chỉ số mình sẽ gán cái thuộc tính lát đó nó active lên là được. Ở chỗ này mình làm gì ạ? Slide ở vị trí đó đúng không? Cái lớp ở vị trí đó xét thuộc tính gì ạ? Mình sao mình lấy được truy cập vô thuộc tính đó ta, mình add thêm ta. À, mình sẽ search thử ha. How to add latch in Java Rip. Latch gì đấy ha. Mình thử nhé. Đây. Cô chữ lát à, sạch sạch này thì mình sẽ coi, đừng coi WPC, mình coi thêm cái gì ạ? Add lát theo ạ. Chữ thuộc tính add lát. Add lát. In Java Rip ha. Trong Java Rip nó sẽ khác bên Java Rip mình. Java Rip bữa sau thầy chỉ á. Add lát in Java Rip. Coi chữ slash document.ssslash lấy được cái đó, sau đó add slash này vô chấm s hả, coi thử một trang khác coi đúng không, nó dùng từ s vô luôn. S được chưa? S style my style, nó có một cái slash rồi, nó đưa chữ style đó vô,
Thì bây giờ mình đưa vô nó có chữ S. Mình sẽ truy cập đến cái thẻ đó, để có thẻ đó rồi. Mình sẽ ép lát đó là sẽ bằng cái chữ gì ạ? Active. Active là mình có chưa ạ? Active thử nha. Coi nó chưa chạy đó. Not function. Rồi mình coi cái trang gốc của nó, coi nó làm bằng cách nào đỡ active đó ha. Mình coi thử còn một thuộc tính làm sao nó add active không. Đây. Relay. Nó dùng cái này tụi em. Nó có một last name, sau đó nó cộng này, tụi em thấy không ạ? Thuộc tính last name ha, cộng active. Nó dùng cái thuộc tính này. Nó lấy một danh sách các cái gì ạ? Cái điểm đó, mình chưa lấy cái danh sách đó. Đây. Thấy không ạ? Nó lấy đầu tiên lấy thêm một cái danh sách nữa. Danh sách các cái dot đó. Đúng không? Vì cái trên này slide ở dưới là cái dot. Nó sẽ dot của index luôn cộng với lát bằng active. Thầy thử nhé, cho em thấy không ạ? Đây là đang số 2 thấy không, nó đang active thấy không. Quay số 3 em thấy này, nhưng mà quay số 3 nó vẫn còn active cái số 2 đúng không, cho nên chỗ này nó mới làm cái trò là gì ạ? Khi trước khi mà chạy active cái gì đó thì nó cho cái kia thành không hết, có nghĩa là gì ạ? Chạy hết các cái dạ, cái dot này và cho cái nào active thì bỏ đi, xuống cuối cùng mới active. Phần này hiểu chưa? Vậy bây giờ mình đã hiểu hết cái script đó chưa? Đó. Nếu mà em mà không không bỏ cái relay nó đi thì nó dạ nó sẽ còn cái dấu đen đây. Nhưng mình đã chạy qua mình bỏ hết rồi. Cho nên nó sẽ trắng. Phần này hiểu chưa? Phần này hiểu chưa tụi em? Đó. Thầy bỏ cái của người ta, sau đó thầy hướng dẫn lại cho tụi em để mà thấy tại sao mình cần cần những cái đó, được không ạ? Tại sao cần N. Rồi em thấy này, cái của nó không có next slide và cuối đúng không? Thì em thấy này, cái hàm này mình không xài mình bỏ đi, mình không có gọi hàm này. Em thấy này, cộng 1 và trừ 1 thì chỗ này nó cho thêm một cái N được không tụi em? Cho một biến N đúng không? Cho một biến Y đi, được không? Nó gọi là let. Nếu mà trước thì cộng đúng không? Nếu mà cộng trước thì cộng 1 đúng không? Nếu mà chạy về trước là phải trừ 1 không? Thì nó bỏ này đi. Nó cho N. Thì chỗ này thì nó cho slide cộng gì ạ? Y. Hiểu với thầy chưa? Thì lên trên đây nó sẽ làm gì? Cái trò gì? Chỗ này cái chữ đó nó có let slide. Thì qua chỗ này ông đó sẽ làm gì ạ? Thì tụi em cộng thì sao? Trừ 1 đúng không? Cái này gì à? Cộng 1 đúng không? Thêm 1 đúng không? Lúc này có phải là viết một hàm sai được nhiều hàm chưa? Nhìn thử ha. Đúng không? Nó cộng 1 này, cộng 1 này. Trừ 1 này. Cho nên thay vì họ làm như vậy không hiểu thì mình thấy viết như vậy là sẽ hiểu hơn, được không ạ? Các bạn chờ thầy xíu ha. Rồi, alo, phần này hiểu chưa tụi em? Hiểu chưa tại sao cần cái này không? Tại sao cần cái này không? Chỗ này mình hiểu tại sao mà cho bằng bằng không được không? Bằng nếu mà bằng không mà em gán thì nó mất cái chỉ số số 1 đây. Mà khi nó biến không thì mình sẽ gì? Gán nó bằng cái chiều dài cuối cùng. Cái phần này có hiểu không em? Có hiểu tại sao mà nó có nguyên cái active này không? Cộng mà last name này, dùng cái từ last name để đưa vô nhớ ha. Vậy mình học được à, last name là nó truy cập đến cái last đó và nó add thêm cái thuộc tính đó hả? Còn thuộc tính active này ở đâu ra thì bên đây này, coi chữ active nó có không,
ASCII này, background này bằng đen này ha, được không ạ? Dot này, phần này hiểu chưa các em? Bạn này hiểu không ạ? Bí Khuyên ơi, cái này có hiểu không em? Cái phần Java Rip là đợt trước nói không hiểu. Bạn này có hiểu không? Hiểu thầy. Rồi, nhớ thầy ha. Ừ, cái này là một cái mảng, được không ạ? Và mình đây là mảng một chiều cho nên mình truy cập đến phần tử mình duyệt. Và đầu tiên ý tưởng của này mình đọc xong mình hiểu như sau. Cái slide này nó không khác gì, có nghĩa là nó chỉ bật một cái hình ảnh lên tại một thời điểm duy nhất thôi. Có nghĩa là nếu hình ảnh trước thì nó sẽ cho ẩn hết tất cả các hình ảnh trước, nó không cho hiển thị, và nó chỉ hiển thị một cái duy nhất ảnh đó thôi. Cái chỗ hiển thị tắt hết tất cả các ảnh là dùng cái chữ này, được không? Duyệt hết tất cả thành phần tử và cho nó ẩn hết đi, đúng không? Và thầy đưa cái này lên cho dễ thấy ha, cho em dễ thấy này ha, chia ra cho dễ thấy này. Sau đó là gì ạ? À? Cái phần dấu chấm này thì nó mới duyệt hết đi, nó mới để dấu chấm lên, nó duyệt hết, nó gán này, nó bỏ relay là bỏ, thằng nào active thì bỏ đi, cho thằng không active. Thì sau đó mình nó gán cái gì ạ? À? Hiện tại là bằng active thì nó sáng lên thôi. Hiểu ý tưởng chưa? Rồi còn cái chỗ này xử lý cái net thì à, bấm net thì nó chỉ số nó cộng lên thôi, slide index thôi, cộng lên thôi. Nhưng mà khi đến cái cuối cùng thì mình phải thêm hai cái nữa là gì ạ? À? Nếu nó là cuối cùng mà bấm net nữa thì sao tụi em? Cho nó về bằng không, đúng không ạ? Đúng không? Hiểu không ạ? Còn nếu mà nó chỗ này nãy thầy hỏi em á, cho trừ một bằng không được không, biến không được không, thì không, do là nó sẽ mất đi cái gì ạ? À? Vị trí thứ không của mình thì cho bằng biến không được rồi, được không ạ? Nếu nó biến không thì gán bằng gì ạ? À? Chiều dài cuối cùng là đây để xử lý cái net, cái net mà đến hết rồi, reverse đến hết rồi, được không ạ? Vậy là cái bài này coi như nó hoàn chỉnh, được không ạ? Cái phần CS thì mình thiết kế sao cho nó đẹp thôi, được không ạ? Nhưng hiểu ý tưởng này chưa? JavaScript nó như ngôn ngữ lập trình thôi, được không ạ? Đó, thấy không ạ? Phần này được chưa em? Chạy Firefox à, thử cái này có chạy không? Ha, inspect, còn nó có báo lỗi đó không? Console. Slide index not default. Slide index đâu? Rồi, nó báo cái lỗi này. Mỗi thằng nó báo một kiểu ha. Undefined slide index. Cái này cái biến gì ạ? À? Toàn cục. Mình cần cái biến toàn cục để lưu trữ gì ạ? À? Cái slide hiện tại là gì? Hiểu ý thầy không? Mình có một cái biến này để hiểu được cái slide hiện tại của mình là cái nào, được không ạ? Nếu thì cho này bằng không đây thì nó bắt đầu từ ạ slide nào ta thấy ạ, được không ạ? Đó, nó chạy qua thế không đây. Vậy mình làm được một cái slide đơn giản. Được hả? Rồi phần này hiểu chưa? Các bạn về làm lại cái slide này với thầy. Tìm hiểu thêm cái đồng hồ countdown. Countdown ha. Using JavaScript. Đây. Các bạn lấy cái này về, nó có một cái chỗ này cần chú ý thôi. Set interval có nghĩa là cho nó gì ạ? À? Cho nó định kỳ nó chạy, được không ạ? Vì đồng hồ mình cứ tích tắc á, được không?
Cái này dễ không khó đâu. Các bạn bây giờ copy cái này nó chạy thôi. Chú ý cho thầy cô cái hàm này làm gì. Cái hàm này sẽ gọi một hàm con countdown trong này. Còn đây là chính cái gì ạ? Cái làm tròn số, đúng không ạ? Giờ phút giây. Về làm giúp này thầy nha. Được không ạ? Vậy này, thầy nói các bạn này. Học JavaScript á là mình đừng có, tụi em thấy này, mình mà đọc bài của người ta á, thấy nó chạy nhưng mình không hiểu làm sao đó. Thì mình sẽ lên cái ý tưởng của mình. Đầu tiên là cái slideshow là mình có một danh sách các hình ảnh, đúng không ạ? Mình cho hình ảnh nó chạy qua và tại một thời điểm chỉ có một hình ảnh nó hiển thị thôi. Rồi, còn những cái trường hợp mà đặc biệt, ví dụ như nó đến cái cuối cùng thì sao? Thì nhấn nó không chạy nữa, đúng không? Hoặc nó chuyển về cái số đầu tiên. Nhấn đến cuối cùng, cái last đến cái số 0 rồi thì cho nó chuyển đầu. Thì cái này cái ý tưởng mình lên code nó sẽ rất là dễ hiểu, được không ạ? Còn mình mà ngồi đọc code như lúc nãy á, mình chạy á thì nó chạy. Nhưng mà nó là sao tụi em? Nó làm cho mình gì ạ? Không hiểu. Và em đọc cái ý tưởng người ta rất là khó, được không ạ? Thà mình lên ý tưởng mình ngồi mình code theo ý mình chút chút cũng được. Nhưng mà nó hiểu. Phần này hiểu hết cho tụi em. Thầy demo một cái cho tụi em thấy là cái phần slide là mình đừng có lấy cái người ta mình đọc. Mà mình vì nó làm gộp lại mình không hiểu, không có gì hết á. Ha. Mình chỉ học cái công nghệ của nó thôi, slide. Như lúc nãy ha, tụi em thấy nè, slide. In HTML. Em thấy cái này nó vẫn chạy của nó đó, nhưng mà mình thấy đó. Rồi sau khi mình hiểu rồi thì thử nha, try cái này các bạn. Đây nè, đây tụi em, cái phần CSS thì các bạn cắt coi rồi. Ở đây nè, dấu chấm này, cái này nó làm gì ạ? Đố các bạn, nó làm gì? Nó click vô đây nè, để nó tự chuyển qua cái này nè, thấy không ạ? Tụi em thấy không? Nó click vô nó tự chuyển. Thì bây giờ mình chỉ đơn giản không? Click vô được không? Về tự có cái hàm đó đúng không? Dễ ẹt đúng không? Click vô là tự chuyển. Hồi nãy cái bên mình này click vô là có chuyển không? Không. Không, không cho click. Mình click thì nó mới chuyển. Còn ở đây nó cho phép dạ, click vô nó chuyển. Thì mình viết thêm hàm thôi, đâu có gì đâu, được không? Phần này hiểu hết cho tụi em. Rồi em nhìn vô cái này cái tưởng như một người mình không hiểu gì hết. Ủa sao kỳ vậy ta? Kỳ vậy ta? Tự nhiên đào ra cái có cái này đúng không? Đúng không? Đúng không ạ? Tự nhiên mình đào nó có cái này. Cái này sao tự nhiên nó bằng 1 mà mình lại bằng 0? Phần này hiểu không ạ? Được không ạ? Thì cái ý tưởng của mình thôi. Mình làm sao làm theo đúng ý mình là ok. Chứ đừng có cố gắng mà đọc nó hiểu như vậy. Nhiều khi em đọc cái này nó sẽ khó hiểu, nhưng sau khi em làm với thầy xong như vậy, cái em đọc lại à hiểu, cái này hiểu rồi, phần này là nó bỏ hết cái gì đúng không, phần này nó hiển thị lại cái gì, phần ok cho tụi em ha, được không ạ?